La thì đây số lượng như này hay là tùy anh được, dùng ok. À, đấy thì là đến khi mà đưa đồ xuống thì bọn em sẽ set theo thiết bị của anh. Ok. Đấy là anh về là anh chỉ trở về là làm thôi. Cứ thế là lắp vào chơi thôi. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Vâng, xin chào các bác, chào những người đã luôn theo dõi và đồng hành với Khang Phú Đạt Audio. Và ngày hôm nay thì đang là 7 giờ sáng thì em đang có mặt tại công ty rất sớm để chuẩn bị công tác đón bác khách đến từ Lạng Sơn để test một cấu hình âm thanh sự kiện với dòng Lioray 1202S nhập khẩu chính hãng đến từ thương hiệu Star Sound. Và ngay bây giờ đây, mời các bác cùng theo dõi quá trình anh em đón khách cũng như là test dàn cho khách các bác nhá. Này với đẩy này. Đấy loa thì đây, số lượng như này hay là tùy anh, tùy vào mức đầu tư của anh. Đấy súp thì là đây, thì là sẽ con này sẽ đánh súp này. Con này sẽ đánh full này. Đấy anh không chơi cốt thì anh sẽ làm vang. Vâng, và sau một ngày test cũng đã 4 giờ chiều rồi các bác. Trời mưa rất lớn và Hà Nội đang lụt. Đấy thì là anh Từ cũng đã được trải nghiệm cái chất âm của dòng loa Lioray của Khang Phú Đạt, dòng loa nhập khẩu. Mã hiệu là 121N. Anh nhớ mã hiệu loa chưa? Đúng. Ok đấy. Anh cho em một vài cái cảm nhận của anh về cái chất lượng âm thanh của dòng loa này. Chất lượng âm thanh thì nói chung là rất là ok. Và anh em rất là nhiệt tình. Dạ rồi. Cảm ơn tất cả anh em. Dạ rồi. Rất là cảm ơn anh. Đấy thì bây giờ anh em mình quay về công ty một chút. Ok. Dạ, chờ anh em mình quay trở về nhá. Ok. Và các bác hãy theo dõi những cái series bàn giao cũng như là giao hàng tới tất cả các bác chủ dàn sự kiện, đặc biệt là âm thanh đám cưới của Khang Phú Đạt Audio trên toàn quốc các bác nhá. Cảm ơn các bác.